Phải nói rằng trong thời gian này ít ai có tâm trạng nói đến xe ô tô, đặc biệt là những người Việt chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng có những điều mà chúng ta cũng lưu tâm và quan sát về thị trường trong nước, thị trường xe ô tô hiện tại như thế nào. Ở thời điểm này thì hầu hết các đại lý xe ô tô đã chốt chỉ tiêu bán hàng ở quý thứ nhất năm 2020 và bước sang đầu quý 2 trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. Thì thị trường xe ô tô Việt được dự đoán là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về doanh số, không chỉ ra sức giảm giá xe để mà kích cầu người mua, chạy đua với doanh số thì một vài đại lý đã còn phải cạnh tranh và tranh thủ xả hết xe đời cũ 2018, 2019 để tránh tồn kho quá lâu. Điều đáng lưu ý ở đây ở lại tại thị trường thành phố Sài Gòn, mới đây một đại lý chính hãng Mercedes-Benz đã rao bán một lô xe chạy thử và trưng bày với mức giá khá là dễ chịu, cùng với chính sách bảo hành chính hãng đã khiến cho nhiều người tiêu dùng không khỏi tò mò. Theo đó thì trong lô hàng này có một chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG sản xuất đời 2017, đăng ký lần đầu 2019, là hàng trưng bày chưa lăn bánh, được rao bán với giá là hơn 1,6 tỷ đồng, thấp hơn đến 290 triệu đồng so với giá bán đề xuất là 1,89 tỷ đồng Việt Nam, chưa tính chi phí biển số. Có mẫu khác là Mercedes-Benz E200 sản xuất đời 2017, đăng ký lần đầu vào 2019, xe chạy thử là 10.000 km, cũng chỉ có giá là hơn 1,7 tỷ đồng, rẻ hơn đến 400 triệu đồng so với giá niêm yết xe 2,1 tỷ. Đồng thời, vào thời điểm và được rao bán chính thức là năm 2017 đó. Ngoài ra thì đại lý còn thanh lý giá hấp dẫn đối với một số mẫu xe khác như là E250, CLA200 và CLA250 sản xuất năm 2017 và 2018. Thậm chí chiếc Mercedes-Benz GLE 450 4Matic đời mới nhất đi thử là 1.800 km có giá là 4 tỷ 289 triệu đồng. Và đây cũng được tính là rẻ hơn 80 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Một chiếc Mercedes-Benz GLE 450 4Matic khác thuộc diện trưng bày đã chạy thử là 18 km, vừa đăng ký lần đầu vào tháng 2 2020, cũng được đại lý Mercedes-Benz ở Hà Nội thanh lý với giá hấp dẫn là 1 tỷ 980 triệu đồng, rẻ hơn 59 triệu đồng so với giá niêm yết hiện tại của xe. Toàn bộ nội thất của xe vẫn còn nguyên đại nguyên kiện, chưa tháo ni lông. Mercedes GLC 250 4Matic cùng với đó khách hàng được tặng 4 năm bảo hiểm chính hãng. Đặc biệt là một trong những điểm lợi cho người mua đó là chỉ phải chi 2% lệ phí trước bạ thay vì 12% như là mua xe mới. Cũng theo cơn lốc này, ở phân khúc xe phổ thông Honda CV đời 2019 cũng đang được hầu hết các đại lý xả hàng với mức giảm cao nhất lên đến là 130 triệu đồng, kèm với thông báo là sẽ giao xe tận nhà cho khách hàng mua xe. Theo đó thì mức giảm này hiện đang được đại lý Honda ở Thái Bình áp dụng với số lượng xe có hạn. Riêng các đại lý Honda ở Hà Nội hiện cũng duy trì chương trình ưu đãi cho vài phiên bản của Honda CR-V 2020 với mức giảm sâu khoảng là 105 triệu đồng tiền mặt, chưa kể khuyến mại phụ kiện cao nhất lên tới 40 triệu đồng. Còn phiên bản CR-V 1.5i 2019 được giảm giá tới 120 triệu đồng tiền mặt. Còn đối với dòng xe Toyota Innova 2.0i, số sàn xe hoàn toàn mới sản xuất 2019 đang được giảm giá lên tới khoảng là 110 cho đến 120 triệu đồng. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, lượng hàng và xe còn rất là ít, chỉ lác đác có một vài đại lý còn. Và đặc biệt là những đại lý ở khu vực phía Bắc, riêng bản 2020 Innova 2.0i được giảm khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, Innova 2.0G và Venture được giảm khoảng 70 triệu đồng, bản Innova 2.0V giảm 50 triệu đồng Việt Nam. Cùng với những thông tin xe xả hàng giá hấp dẫn thì trong tháng tới đây người tiêu dùng Việt cũng có nhiều cơ hội mua xe giảm giá với nhiều lựa chọn khác nhau. Cụ thể là hãng xe Mazda cũng áp dụng giảm giá cho nhiều mẫu xe chủ lực của mình như là Mazda 2, bản mới giảm 20 triệu đồng, trong khi bản cũ giảm từ 30 cho đến 40 triệu đồng tùy theo từng đại lý. Mazda 3 giảm 10 đến 30 triệu đồng đối với mẫu cũ và 10 triệu đồng với mẫu mới. Mazda 6 giảm đồng đều 20 triệu đồng Việt Nam. CX-5 giảm 30 cho đến 50 triệu đồng, CX-8 giảm mạnh nhất 50 cho đến 100 triệu đồng. Còn dòng xe bán tải BT-50 giảm từ 10 cho đến 25 triệu đồng Việt Nam. Thaco cũng giảm giá hàng loạt xe Kia, trong đó có Kia Morning phiên bản MT được giảm giá 17 triệu đồng, Kia Cerato giảm giá 20 triệu đồng, Kia Sorento giảm 30 triệu đồng, Sedona
và Corolla giảm đều 50 triệu đồng Việt Nam. Dòng xe Hyundai giảm giá 3 mẫu xe Elantra, Solati và Kona lần lượt là 20 triệu đồng, 30 triệu và 40 triệu đồng. Còn Grand i10 có mức giảm thấp nhất là 15 triệu đồng Việt Nam. Trước đó, cũng có nguồn tin dòng xe mang thương hiệu Việt VinFast Look A2.0 giảm từ 113 cho đến 178 triệu đồng. Fadio giảm từ 41 cho đến 64 triệu đồng. Toyota Fortuner giảm từ 20 cho đến 120 triệu đồng. Hyundai Santa Fe giảm hơn 50 triệu đồng. Thông tin này thực sự có hữu ích cho những ai đang có nhu cầu mua xe trong thời gian này. Thời gian mà nhiều người cho thực sự là khó khăn, nhưng phải chăng đây cũng là cơ hội để cho những người có đủ điều kiện để chọn cho mình một chiếc xe để mà di chuyển ở trong phạm vi mình muốn đi lại. Xin cảm ơn. Nhiều mẫu xe ô tô phổ thông, xe hot đã tiếp tục được nhà sản xuất đại lý giảm giá bán nhằm để kích cầu. Mở đầu cho cuộc giảm giá ô tô, hãng xe Toyota Việt Nam đã khiến cho các đối thủ sốc khi làm mạnh tay giảm giá bán lẻ của mẫu xe chủ lực Vios lên đến hơn 40 triệu đồng Việt Nam tùy theo từng đại lý. Động thái này kéo giá bán của xe xuống chỉ còn là 480 triệu đồng Việt Nam. Theo đó, dòng xe Vios sẽ có mức giá khởi điểm từ 480 triệu đồng cho bản taxi limo. Phiên bản cơ sở có giá là 490 triệu đồng, được giảm 41 triệu đồng so với mức giá niêm yết trước đây. Phiên bản số tự động CVT có mức giá mới là 540 triệu đồng, giảm 29 triệu so với mức giá trước đây. Đối với phiên bản cao cấp nhất được điều chỉnh giá bán từ 606 triệu đồng xuống còn 570 triệu đồng Việt Nam. Như vậy thì tất cả các phiên bản của Vios hiện là đã có giá bán dưới 600 triệu đồng Việt Nam. Mức giá 480 triệu đồng được đánh giá là rẻ kỷ lục cho một chiếc xe sedan cỡ B, bởi nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá của những chiếc xe ô tô hạng A ở trên thị trường Việt Nam như là dòng xe Honda Rio, VinFast Vario. Cùng với Vios, khách hàng mua xe Toyota Corolla Yaris trong quý thứ 3 thì cũng sẽ được hỗ trợ về phí trước bạ lên tới 40 triệu đồng Việt Nam. Với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ này thì khách hàng ở các tỉnh, thành phố cũng như là ngoại trừ Hà Nội thì sẽ được giảm giá khoảng một nửa số tiền phải bỏ ra để mà đóng lệ phí trước bạ cho xe Toyota Corolla Yaris khi lăn bánh. Với mức giá ưu đãi thì Toyota Corolla Yaris đang dần thu hẹp khoảng cách giá với các mẫu xe đối thủ như là dòng xe Mazda 3 hay là Kia Cerato cùng phân khúc của nó. Một trong những mẫu xe hot giảm giá gây chú ý tiếp theo đó là dòng xe Honda CR-V. Sau hàng loạt những phốt bị khách hàng phản ánh trong thời gian vừa qua, đến nay thì mẫu xe này đã được chào bán với mức ưu đãi cao nhất lên tới cả 100 triệu đồng Việt Nam. Trao đổi, anh Tâm là nhân viên kinh doanh của một đại lý Honda ở thị trường Hà Nội cho biết rằng đại lý đã bắt đầu áp dụng các chương trình ưu đãi về giá cũng như là quà tặng khuyến mãi đối với khách hàng mua xe Honda CR-V. Theo đó thì các phiên bản với mức ưu đãi là từ 25 cho đến 40 triệu đồng tiền mặt kèm theo quà tặng bảo hiểm cũng như là phụ kiện và tổng trị giá lên đến từ 50 triệu đồng và gần đến 100 triệu đồng Việt Nam. Ví dụ như là dòng xe Honda CR-V với bản 1.5i được giảm trực tiếp là 30 triệu đồng tiền mặt và tặng theo gói bảo hiểm 60 triệu đồng Việt Nam. Giá xe sau giảm sẽ còn là 983 triệu đồng. Anh chia sẻ thêm như vậy. Nối tiếp đà giảm giá của những thương hiệu đình đám thì dòng xe mang thương hiệu Hàn Quốc Nissan ở tại Hà Nội cũng áp dụng chương trình khuyến mại thanh lý giảm giá đến 150 triệu đồng đối với mẫu xe e-tron bản cao cấp nhất 2.5 SV Luxury đời năm 2018 để nhằm mục đích thanh lý hàng tồn kho. Như vậy thì Nissan e-tron 2.5 SV Luxury đời 2018 sẽ giảm từ là 1,023 tỷ đồng xuống còn là 875 triệu đồng Việt Nam. Động thái giảm giá mạnh tay của đại lý đối với e-tron bản 2018 ngoài việc nhằm lôi kéo khách hàng tăng doanh số thì mục tiêu chính vẫn là để thanh lý hàng tồn kho và chào đón hàng mới về.
một nhân viên đại lý Nissan ở Hà Nội tiết lộ như vậy. Thị trường xe ô tô trong quý thứ 3 của năm 2019 được đánh giá là thị trường có nhiều điểm trầm lắng và giá xe sẽ tiếp tục giảm để nhằm kích thích sức mua vốn đang có dấu hiệu chững lại. Nhiều đại lý thì mong thanh lý hàng tồn kho để chuẩn bị đón đợt xe mới về chào đón vào năm mới 2020. Trước đó thì các bản tin giá xe cũng liên tục cập nhật những xe ô tô giảm giá mạnh như là Nissan Terra giảm 100 triệu đồng, Chevrolet Trailblazer giảm 100 triệu đồng, Mazda CX-5 giảm từ 50 triệu đồng Việt Nam, Ford Everest giảm đến 130 triệu đồng cho bản 2018, Honda Jazz cũng kéo theo giảm 100 triệu đồng Việt Nam và còn nhiều mẫu xe khác cũng giảm giá theo làn sóng giảm giá này.